Xin chào quý anh chị đầu tư, hôm nay em Thành đưa ra một mã cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới khi thị trường có nhịp điều chỉnh, đó là mã HAH. PE đang là 14.5 và EPS đang là 3.08. Quý anh chị có thể mua HAH quanh vùng giá 41.1 đến vùng 42, cho một target khoảng 48 đến 53. Và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.